Thôi giờ mai này chiều mai mình chơi đi đá banh nữa nha. Chiều sinh nhật bà có nhà ngày nhà mai mà là nó lại đi thì đá chơi banh. vui vẻ vậy đó mà nghe không được. Chiều Cái nhà mà đám cưới đám que em nghe chiều là khó mà nghe. Nghe cỡ nè, nếu mà vui lắm đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ, đi cắt cỏ mặc quần đỏ áo Đi cắt gì mà mặc quần lòi tả. vàng. Dạ, còn hình như là đóng